bạn của Canon đi coi. Bạn của Canon đi coi về kể cho Canon uống bao đâu. Tại lúc đó là Canon đói rồi Canon đi ăn. Tại lúc đó Canon đứng kế bên cái người đó, xong rồi cái ông này nói với ông kia là hey you know what, we need to do it now, we have to like solve this now, right? This is like got stuck here, we have to move. Keep moving guys, please keep moving, keep moving, keep moving, keep moving. À đúng rồi, thật ra thì ở trong cái anime expo á cũng có mấy cái quầy mà có cái rèm màu đen đúng không mọi người? Rất là nhiều, thì mọi người biết mấy cái rèm màu đen nó là gì không? Ở bên trong đây là content 18 cậu. Nhưng mà Canon đâu có vô đâu, Canon không có nhu cầu. Mình không có nhu cầu. Gì Canon coi bấm một. Canon không có coi, có bạn của Canon đi thiệt mà. Cái gì vậy? Ủa gì 1122 vậy? Không phải Canon, Canon không hề nha. Người ta thiết trình là một cái nhân vật nữ đó. Xong rồi. Xong rồi cái tự nhiên đang thiết trình giữa trường, cái ông đó bấm cái nó một cái tẹt. Các mọi người biết chuyện gì xảy ra không? Bạn của Canon nghĩa là bấm nút một cái tẹt, cái thế là cái nhân vật đó tự nhiên đang mặc đồ, bấm nút một cái vụt, tất cả đồ của cái nhân vật đó biến mất trong một giây.